Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể anh chị em, các điển anh liệt chị của các câu lạc bộ đến tham gia buổi giao lưu hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức và gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em câu lạc bộ dân ca quan họ tỉnh quê hương phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, câu lạc bộ bảo tồn dân ca quan họ phường Sông Mai, thành phố Bắc Giang, câu lạc bộ tình ca người lính huyện Việt Yên, câu lạc bộ dân ca quan họ xã Tư Mạng huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, câu lạc bộ dân ca thôn Chùa, đội văn nghệ hội người cao tuổi thôn Chùa, câu lạc bộ dân ca người nhớ huyện Việt Yên, câu lạc bộ dân ca quan họ Bắc Sông Cầu, nhóm các chị nhà xã Tiên Sơn, anh Sơn xã Linh Sơn, và một số anh chị em những người yêu thích quan họ hôm nay cũng có mặt trong buổi nay, đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay để được hoan thay mặt cho câu lạc bộ dân ca thôn Chùa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, các điển anh điển chị của các câu lạc bộ đã dành thời gian đến tham dự buổi giao lưu hôm nay. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Thưa quý vị đại biểu, khách quý, tôi có thể các anh hai chị hai trong các câu lạc bộ đến tham gia chương trình giao lưu trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào của người quan họ Xuân Thọ. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng là bè nhưng chung một nhà. Hôm nay Xuân Thọ chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Kính xin quý vị đại biểu, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình giao lưu văn nghệ xin phép được bắt đầu. Vâng. Mỗi khi có khách đến chơi nhà, người quan họ thường mời nhau ăn trầu, uống nước. Sau đó mới tụng ca lên những câu quan họ đậm nghĩa, đậm tình, mộc mạc, đầm thắm mà thân thương. Về mời nước, người quan họ có câu, đôi tay nâng chén em mời, mà trà thơm thơm nượm cả mười ngón tay. Về mời trầu thì người xưa còn bảo, trầu xanh, cao trắng, chay hồng, vôi pha với nghĩa thuốc nồng nói riêng. Xin mời quý vị đại biểu cùng ăn trầu uống nước với hai ba chị, hai chị ba quan họ thôn Chùa qua câu hát khách đến chơi nhà lời dân ca quan họ cổ. Và sau tiết mục này là câu lạc bộ quan họ tình quê hương Dĩnh Kế với ca khúc, với bài hát Lý Con Sáo chuẩn bị. Xin mời cùng thưởng thức. Yeah.
mẫu để thank you.
Vâng, và để mời tiếp tục thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và để nối tiếp chương trình thì bài hát có thiên thì ta thiên thì lòng vui đánh
Thank you.
đời chồng. Em buồn chắc chắn người đi về xã hội đưa ra. Sao lòng anh về với người?
Vâng, và để nối tiếp chương trình, màn múa hát Lưỡi Lê Đỏ Đưa. Thank you.
vâng, vui chứ.
không và đừng. Thank you.
trời. Nghe trái tim sao xinh bồi hồi, lòng sống say đắm về đôi môi. Thank you.